Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Cá Rô Review. Không biết các bạn có hay tìm tòi khám phá các mức thu nhập của các kênh YouTube hiện nay hay không? Với lẽ đó, hôm nay mình tạo ra kênh này để review và chia sẻ các mức doanh thu dựa vào một trang thống kê Social Play để đưa ra từng con số cụ thể như hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và dựa vào con số đó để đưa ra từng con số chi tiết ở mức tham khảo và mức tương đối. Rồi, theo yêu cầu của tất cả các bạn có đề xuất trong những ngày qua thì hôm nay mình sẽ làm một kênh đó là Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương. Kênh Tuấn Vĩ Kết Nối Yêu Thương cũng rất là được lòng của các fan hâm mộ, khán giả theo dõi và có tỷ lệ lượt theo dõi khá cao, và đồng thời cũng có lượt view tăng đều đều theo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Bây giờ mình sẽ đi đến cái phần nội dung. Nội dung của kênh Tuấn Vĩ này là chủ yếu tập trung đăng tải những nội dung về cần tìm người thân, xin gửi qua điện thoại Zalo của anh Tuấn Vĩ, và thậm chí chia sẻ những video về kết nối người thân thất lạc ở mọi miền Tổ quốc, tìm người thân để sum họp lại gia đình. Đó là những video của kênh Tuấn Vĩ chủ yếu là tập trung chia sẻ như vậy. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi đến cái một chi tiết kênh. Kênh này có được 1,82 triệu người đăng ký, tổng số 4.810 video. Kênh có tổng số lượt xem trên kênh là 1.476.720.285 lượt xem. Kênh tham gia vào ngày 2 tháng 12 năm 2013, và kênh có quốc gia tại Việt Nam. Các bạn thấy không, kênh tham gia cũng lâu rồi các bạn. Rồi, bây giờ đi đến cái video mới nhất của kênh đăng tải trong những ngày qua, là kênh đăng tải cách đây 16 giờ là được 64.000 lượt xem, là có nội dung tiêu đề là tha thiết tìm người thân, mong cộng đồng giúp. Hai trường hợp đó, mong hai trường hợp đó, hậu tạ. Rồi tiếp theo là tìm con riêng cho chồng, và hai trường hợp khác mong gia đình cộng đồng giúp đỡ, là được 101.000 lượt xem cách đây một ngày, và cách đây cũng một ngày là được 144.000 lượt xem. Nói chung là lượt xem khá cao các bạn. Gặp nhau một lần mà có bầu phải chăng là đỉnh mệnh. Đó là những nội dung về kênh chia sẻ của video mới nhất, và bây giờ video phổ biến nhất kênh đăng tải trong khoảng thời gian qua, thì xem coi được cái kênh đăng tải như thế nào. Như vậy là trong 4 năm qua thì kênh có được 4,7 triệu lượt xem. Chuyện khó tin nhưng có thật, người đàn ông sợ ma. Tiếp theo là cách đây 3 năm được 4,7 triệu lượt xem, Tuấn Vĩ giúp thiếu nữ lỡ đường lên xe. Đó, cũng tiếp theo là cách đây 2 năm được 3,9 triệu lượt xem, Thủ Đen tại sao Mỹ nói ở đó ngày mai Mỹ rước con. Rồi, như vậy là mình sẽ vừa phổ biến cái video phổ biến của kênh có đăng tải trong những năm qua. Rồi bây giờ mình chỉ đi đến cái phần xem rủi ro trung bình của mỗi video là đăng tải cách đây bao lâu, là khoảng cách bao nhiêu phút các bạn. Mỗi video trung bình là tầm bao nhiêu phút. Như vậy là mỗi video trung bình của kênh đăng tải tầm 25 phút trở lên. Mình nhìn sơ qua là kênh này có số phút trên mỗi video khá dài các bạn. Mà cũng đúng rồi, tại vì kênh này chủ yếu kết nối yêu thương và gặp gỡ các gia đình ở xe gặp lại, thì cũng buộc các video phải dài để có thời gian để nói chuyện tâm sự cho các bạn. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ đi đến cái phần doanh thu của kênh. Doanh thu của kênh dựa vào một trang thống kê Social Blade, thì kênh này xếp hạng ở mức tổng điểm B cộng. Như vậy là kênh của anh Tuấn Vĩ này xếp hạng ở mức khá trở lên các bạn. Đó, như vậy là nhìn cái mức bơ cộng này là mình nghĩ là doanh thu cũng tương đối cao các bạn. Và số người đăng ký trong 30 ngày qua là được 20k, vẫn giảm 33% các bạn. Như vậy là trong 30 ngày qua là kênh vẫn giảm 33% của số lượt đăng ký. Và trong vòng một tuần qua thì kênh được 10.000 người đăng ký. Trong vòng một tuần qua kênh có được 10.000 người đăng ký, và trong vòng một tháng ước lãi hàng tháng được 7.300 đô la đến 117,2 nghìn đô la, và ước lãi hàng năm được 87,9 nghìn đô la đến 1,4 triệu đô la. Lượt xem video trong 30 ngày qua được 29,3 triệu, giảm 0,8%, và lượt xem video trong vòng một tuần qua là được 8.123.018 lượt view. Như vậy là con số của lượt view khá cao các bạn, con số của lượt view cao như vậy mà vẫn giảm theo hàng tuần, hàng tháng các bạn. Rồi bây giờ để biết con số như thế nào thì mình dựa vào cái sơ đồ của biểu thị của hàng tuần và hàng tháng đây các bạn. Như vậy là lượt view của hàng tuần và hàng tháng của kênh như vậy là vẫn ở mức là trung bình khá nha các bạn, không có giảm và không có tăng cao lắm mà cũng không có giảm xuống thấp nha các bạn. Chỉ có cái lượt subscribe lại mình thấy giảm ở mức gần thấp này, mức thấp này các bạn.
Đó các bạn thấy không? Rồi thì bây giờ là di chuyển lên để mình tính cái doanh thu nha các bạn. Rồi bây giờ là mình sẽ tính cái doanh thu của kênh như thế nào. Rồi như vậy là bây giờ mình sẽ tính doanh thu ở mức hàng tuần nha các bạn. Doanh thu ở mức hàng tuần thì bây giờ mình mở cái máy tính lên này, mình lấy là số 857536, số 857536, rồi mà đọc lại đủ là 6.857.536 lượt view trong vòng một tuần qua. Cái kênh này theo mình nghĩ là kênh này có mức GBM cũng khá cao các bạn. Mình nghĩ là nếu ở đây mình tính theo GBM của chuẩn Việt Nam, chứ còn nếu mà thực chất là các khán giả trong mọi miền tổ quốc thì xem, thì kênh Tuấn Vũ mà đa số là những khán giả ở bên nước ngoài xem nhiều, rằng các đồng bào Việt Kiều hoặc là các khán giả ở bên các quốc gia khác cũng xem cũng khá nhiều của kênh này. Mình nghĩ là kênh này phải tầm giá 100, phải tầm giá tầm 100 thôi các bạn. Nhưng mà ở đây mình tính rồi bởi em của Việt Nam nên là mình chỉ lấy chuẩn của Việt Nam. Rồi bây giờ là mình chia cho 1.000 đi, mình chia cho 1.000 nhân cho 0.65 của rồi bởi em Việt Nam các bạn. Tại vì rồi bởi em nó phụ thuộc vào quốc gia của các quốc gia, lượt xem của các quốc gia và chủ đề kênh nữa. Rồi bằng này, rồi được là 4.457,3 đô la, 4.457,3 đô la các bạn. Như vậy là cái đô la của lượt view hàng tuần cũng khá cao các bạn. Rồi bây giờ ở đây là mình sẽ quy đổi ra là 1 đô la đổi ra được bao nhiêu Việt Nam đồng. Thì 1 đô la hiện tại là trong đầu tháng 8 này là đổi ra là được là 25.000 nha các bạn, 25,5. Thì mình làm tròn 25 đi, ngăn cho 25 cho chỉnh các bạn. Mình ngăn cho 26 cũng được, mình làm tròn 25 đi. Như vậy là được là 1 tỷ các bạn, 1 tỷ 114 triệu, 111 triệu chứ không phải 1 tỷ các bạn, 111 triệu. Tại vì ở đây là chín số các bạn, 111 triệu mà nó không ngăn cách giữa cái dấu phẩy gì hết nên là mình đọc nó hơi nhầm xíu nha các bạn. Và thông cảm, 111.434.960 đồng. Như vậy là kênh này có doanh thu của hàng tuần là được 111.434.960 đồng. Nhưng mà con số này cũng đáng mơ ước cho kênh Tuấn Vĩ, tại vì kênh Tuấn Vĩ cái doanh thu của hàng tuần lượt view này cũng xứng đáng, tại vì kênh thường hay kết nối cho yêu thương và tìm người thân cũng rất là cực nhập các bạn. Kết nối một thời gian mới gặp được người thân các bạn. Rồi bây giờ là mình chỉ tính lượt view của hàng tháng ở mức thấp nhất. Mình nói là 7.300 nhân cho 25 xem thứ nó ra tương đương với cái mức của hàng tuần không các bạn. Như vậy nó ra là được 1.825.000.000. 1.825.000.000 nha các bạn. Đúng rồi. 1.182.000.000 chứ các bạn. Thôi mình cứ đọc nhầm nha các bạn. Mình đọc kỹ lại nha các bạn. Thì 182.500.000 nha các bạn. Ở đây là mình bấm dấu phẩy dấu chấm nhưng mà nó vẫn không có hiện lên, tại vì của những cái máy tính của cái này nó lại khác với những máy tính của dòng Win 10. Rồi bây giờ là 182.500.000 nha các bạn, chứ không phải là 1.825.000.000. Rồi mình đọc lại nè. Rồi, như vậy là doanh thu ở mức thấp nhất của hàng tháng là được là 182.500.000. Rồi bây giờ là mình tính ở mức bình quân xem nữa các bạn, mình lấy 7.300 đô la cộng cho 117.200 chia cho 2 bằng, như vậy là được là 62.250 đô la. Như vậy là mức doanh thu của kênh ở mức bình quân là được 62.250 đô la của hàng tháng các bạn, bình quân của hàng tháng, doanh thu của hàng tháng. Rồi bây giờ mình nhân cho 25 xem nó ra được tiền bao nhiêu Việt Nam đồng các bạn. Ra được là coi như là bây giờ là mới đúng 1 tỷ nữa các bạn. Bây giờ nó ra là 1.556.250.000 đồng. Như vậy là ở mức bình quân này nó sẽ tăng lên tới 1.556.250.000 đồng các bạn. Tại vì con số ở mức bình quân này nó phải cao gấp mấy lần của ở mức thấp nhất các bạn. Và còn một con số ở mức cao nhất thì mình không có tính, tại vì ở đây là mình lấy ở mức bình quân của hàng tháng và mức thấp nhất để cho các bạn tham khảo, và các bạn chỉ suy ra là cái mức hàng tháng này đỏ với cái mức hàng tuần, thì cái mức hàng tháng này đã có cộng lượt quảng cáo rồi các bạn. Còn mức hàng tuần chỉ tính trực tiếp lượt view nhưng nó ra con số đó là đúng rồi các bạn.
Rồi bây giờ là mình chỉ tính doanh thu của mức hàng năm và mức thấp nhất xem nó chênh lệch với hàng tháng. Mức hàng tháng thấp nhất bao nhiêu? Nha các bạn, mình lấy 87.900. Rồi mình nhân cho 25. À, như vậy là nó ra được là 2.197.500.000 nha các bạn. Như vậy là nó chỉ chênh lệch với mức bình quân của hàng tháng cũng còn không bao nhiêu, nhưng mà mình tính ở mức bình quân của hàng năm thì mình nghĩ là nó gấp 2 lần của mức thấp nhất đây các bạn. Đó, bây giờ là cái mức thấp nhất của hàng năm là được là 2.197.500.000. Cái con số này cũng rất là xứng đáng công sức của kênh bỏ ra nha các bạn. Đó, bây giờ ở đây là mình tính ở mức thấp nhất thôi nha các bạn, mình không tính ở mức bình quân và mức cao nhất, tại vì mình nghĩ là cái mức thấp nhất này là các bạn có thể suy đoán ra là cái mức bình quân của kênh và mức cao nhất của kênh là được bao nhiêu rồi, tại vì cái con số của lượt view và cái lượt hàng tuần, hàng tháng và lượt đô la thế này các bạn tự nhắm ra là các bạn biết được con số nó khá cao so với cái kênh của Tuấn Vĩ nha các bạn. Đó, bây giờ cái mức thấp nhất mà được là 2.197.000.000 thì con số ở mức cao nhất là được 1.4 triệu, các bạn nhân cho 26 xem nó ra được bao nhiêu, mà con số thấp nhất là chỉ có 87.9 triệu, các bạn thấy nó chênh lệch khá cao đúng không, so với cái mức mà mình lấy cái thấp nhất cộng cao nhất ra mức trung bình đó, các bạn thấy không, nó chênh lệch khá cao là vì là ở đây mức hàng năm á là nó sẽ không cố định so với cái mức hàng tuần của lục view và hàng tháng các bạn, tại vì mà hàng năm thì ở đây là có tuần của hàng, có tuần của lượt view hàng tuần thì nó có tuần cao và tuần thấp thì nó sẽ cộng dồn lại của hàng năm, tất cả các tháng cộng dồn lại thì lượt view của hàng tháng và hàng năm nó không cố định nha các bạn. Đó, đó các bạn thì có thể theo dõi như vậy ha. Rồi như vậy là mình sẽ vừa hoàn thành xong cái quá trình tính doanh thu của mức hàng tuần của lượt view và hàng tháng của ước lãi hàng tháng của lượt đô la đã cộng dồn tiền quảng cáo của hàng năm ở mức thấp nhất, thì các bạn muốn ở mức cao nhất thì các bạn có thể nhẩm như mình tính hơn hàng tháng các bạn. Rồi như vậy là video kết thúc tại đây, các bạn xem video thấy có gì sai sót các bạn mong các bạn thông cảm bỏ qua, và các bạn xem kênh nào các bạn comment ở bên dưới, và các bạn nhớ ủng hộ cho mình một lượt like và một lượt subscribe, và nhớ nhấn chuông để theo dõi video mới. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.